Năm học 2015-2016, trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như bao nhiêu ngôi trường vùng Đông Duy Xuyên phải chịu cảnh nước ngập do lũ lụt tràn về. Nước rút, ngôi trường sơ sát tiêu điều, sân trường loang lổ những vạt bùn nôn xám xịt. Thầy cô cùng học sinh lao động khắc phục hậu quả trận lụt để lại. Một góc trên sân trường, các em học sinh cùng cô phụ trách thư viện đang cần mẫn nhặt những quyển sách ướt mềm. Cô trò chờ đợi nắng lên để phơi từng con chữ cho kịp ngày mai lên lớp. Trước hình ảnh xúc động này, thầy Mạnh Vũ đã viết bài thơ Phơi Chữ tặng thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chúng ta cùng cảm nhận qua diễn ngâm của Hồng Hạnh. Mưa đầu nguồn tràn về nhớ thác đổ, nước dền dàng lên lãng khúc sông lũ lên rồi lũ lại lên, ngôi trường em trong vùng tâm bão lũ giữa đồng không mong quạnh nước đục ngầu. Đã từ lâu rồi sinh ra từ vốn đã đói nghèo, em có trách than đâu. Bàn tay mẹ chai sần buồn cho đại sản xây dạ dân sang ướm mong sống thêm xanh. Sáng nay lũ rút nhanh, nhưng mảng buồn đặc quanh sóng xanh in hình bầu trời vỡ vụn. Em quặng lòng nhìn khoảng trong lặng thinh, sân trường vắng nổi trôi đầy sách vở, nghĩ thương học trò em góp nhặt niềm đau. Con chữ tạ tới đi qua mùa nước lũ ước hết rồi, bao mơ ước cùng nắng ấm lên em hong phơi từng con chữ, nhạt nhòa nước mắt trộn buồn nôn. Em cứ thế mãi mê phơi từng trang sạch ướt mắt rạng ngời, trang sách lại hồng khô. Niềm vui đến sau những ngày bão lũ, em đến trường cùng con chữ lầm lên. Những khô xa em cao sợi hôm nay, buông thành lụng thành vòng xanh nhẹ. Em gieo hạt trái nhọc nhằn gian khó, đời sẽ cho quả ngọt và hương thơm. Em cứ vui cùng nghề đã chọn
dẫu quê mình con vật vã đó nghe.